Hello xin chào tất cả các bạn Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một dòng vượt hoàn toàn mới Đó tên của nó là Tectonic 6 Trước đây dòng Tectonic thì đã rất là nổi với Tectonic 7 và Tectonic 9 Thì nay mới ra mắt thêm Tectonic 6 mới về cách đây độ 1, 2, 3 ngày gì đó Và đây uh, ra mắt mọi người cây Tectonic 6 Tectonic 6 thì được phối giữa màu cam uh, Ở đây màu trầm hơn thì là màu tím các chi tiết thì uh, được màu xanh được phối thêm màu xanh lơ nữa đây, vẫn rất là nhiều chi tiết nhìn bắt mắt đúng không? Mọi người có thể thấy. Với cái phối màu này thì mình đánh giá đây là một cái cây vượt phối màu khá là trẻ trung. Không cũng uh, kiểu nó trứng chạc giống như là cái cây Tech 7. Tech 7 thì có cây màu trắng đen và màu nâu thì nhìn khá là trứng chạc. Đây. Nhìn màu này rất trẻ trung. Tiếp theo uh, cái cảm giác đầu tiên khi mà cầm vào cây vợt này thì nó rất là cho mình cái cảm giác rất là khá là trung bình trung bình ở mọi khía cạnh tức là mình để cầm thử như thế này thì thấy nó hoặc wow, nó không trọng lượng nó không nặng quá cái điểm cân bằng nó không cao quá nó tức là nó không đầm đầu quá à, và mình thấy là cây vợt này độ cứng của nó cũng trung bình thôi à, chính xác rồi ở trên cán vợt họ cũng ghi độ cứng của nó cũng trung bình tức là mọi thứ nó khá là vừa vặn và vừa vặn như vậy nó được tích hợp những cái công nghệ gì ở trên đây vẫn được tích hợp công nghệ uh, Win Tablizer tức là cái công nghệ chống vặn xoắn và phục hồi nhanh khi mà ngay sau khi tiếp xúc vào quả cầu uh, công nghệ uh, chống hấp thụ sốc HDF gì nữa không uh, và nổi bật nhất đặc trưng nhất vẫn là công nghệ Tectonic tức là ở góc 5 giờ và 7 giờ này nó sẽ được gia cố thêm để tăng cái lực đẩy cho cái mặt vợt này khi mình tiếp xúc với cầu đó, đó là những cái công nghệ được tích hợp ở trên cây vợt này. Ok, bây giờ mình sẽ đi đo thông số của nó và chúng ta cùng phân tích sâu hơn xem cây vợt này nó sẽ phù hợp với những người chơi như thế nào, lối chơi như thế nào nhé Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thông số của cây vợt này. Đầu tiên là trọng lượng của cây vợt này. 85 4 gram Tiếp theo là điểm cân bằng không biết là cây vượt này như thế nào đây điểm cân bằng khi mà chưa có cước thì nó là 295mm ở đây mình thấy nó 295mm là nó đạt điểm cân bằng Đâu, ok chính xác là 295 đấy và như vậy swing weight của nó sẽ cũng sẽ rơi vào tầm 85kg trên cm vuông xem mình đoán đúng không nhá 86kg trên cm vuông Và mình vừa mới đo xong thông số của cây Tectonic 6 này Với những thông số trọng lượng 85,4 gram Điểm cân bằng 295, hơi nặng đầu Số bình uh, quay 86 kg trên 1 cm vuông Thân cứng vừa và lực căng tối đa vẫn tới 13,5 kg Thì cây vợt này mình đánh giá là một cây vợt uh, Hơi thiên công nhé, vẫn hơi thiên công Nhưng mà vẫn đảm bảo cho các bạn những cái độ linh hoạt Vẫn có thể công được, thủ được Và đặc biệt cây vợt này uh, chơi được sẽ chơi được cả đơn và cả đôi bởi vì nó cứng trung bình các bạn chơi đôi cũng được chơi đơn cũng được rất là ok à, và cây vượt này với những bạn mà à, đã chơi những cái dòng như 6000D hay là 6000C muốn nâng cấp lên một chút nhưng mà chưa đủ lực để có thể chơi được những cây như Tech 7C hay là Tech 9 hay là cao cấp hơn nữa thì đây sẽ là một sự lựa chọn đáng kể để cho các bạn có thể tham khảo à, Tectonic 6 này mọi thứ nó đều vừa vặn và giá của nó cũng rất là vừa vặn giá của nó chỉ loanh quanh đâu đó trên dưới 2 triệu một chút trên 2 triệu một chút và có được tặng thêm quà nữa tại quốc Việt Badminton tình nhá ờ, Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu thấy video có ích thì xin cho mình một like nhá và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye